Ông Nguyễn Vinh Nguyệt ở huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội sang Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai để khám bệnh qua căn cước công dân. Điều đáng ghi nhận, dù khám bảo hiểm y tế ở đây nhưng với những xét nghiệm phức tạp được gửi lên tuyến trên đọc kết quả mà ông không phải đi lại. Không chỉ ông Nguyệt mà nhiều người dân khác cũng cảm nhận được sự thuận tiện. Tôi đi khám thì từ khi mà có cái thông tuyến huyện ấy, thì chúng tôi vào Quốc Oai. Này, chúng tôi khám thì nó vừa gần nhà, này vừa thuận tiện cho gia đình. Thế còn cái thuận tiện thứ nhất là vào đây thì được các bác sĩ là rất tận tình, chu đáo. Và việc khám cho bệnh nhân thì nói chung là cũng hướng dẫn tỉ mỉ, đấy, rất quan tâm cho bệnh nhân. Lợi ích của bảo hiểm của y tế là nói chung là cũng được lợi cho nhân dân, nhân và cá nhân từng người một. Ai được mua là được sử dụng cái đấy thì lên bệnh viện là để mình khám, chữa bệnh hoặc nằm viện là nó được giảm cho kinh phí trong gia đình. Điều đáng nói, khi thực hiện đẩy mạnh công nghệ thông tin để thông tuyến khám chữa bệnh, thì người dân được hưởng chất lượng của các bệnh viện tuyến trên, song chi phí lại thấp, không phải đi lại. Ca bệnh khó thì chúng tôi đã chuyển được dữ liệu lên bệnh viện tuyến trên. Ví dụ như Thanh Nhàn chẳng hạn, thì giúp chúng tôi đọc những ca CT, những ca khó để hội chẩn. Thế và cái lợi ích là bệnh nhân không phải đi tuyến trên nhưng đã được hưởng cái dịch vụ chất lượng cao của cái bệnh viện hạng 1. Và giảm cái chuyển tuyến. Bệnh nhân chuyển tuyến là rất là vất vả và chi phí nó sẽ tốn kém hơn. Thực hiện được cái việc khám chữa bệnh online cũng như là đặt lịch hẹn khám trước thì sẽ không gây cái tình trạng quá tải ở các bệnh viện, các phòng khám, đặc biệt là quá tải ở một số những cái bộ phận như là chuẩn đoán hình ảnh hay xét nghiệm. Thì chúng tôi thấy rằng là việc áp dụng công nghệ thông tin đã thật sự có hiệu quả trong khám bệnh chữa bệnh, và chúng tôi cũng hy vọng là trong thời gian tới thì tiếp tục có những cái chỉ đạo quyết liệt hơn nữa của Bộ Y tế về việc sử dụng những cái phần mềm tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trên toàn quốc để có thể kết nối liên thông giữa các cơ sở khám bệnh trên toàn quốc để người Hà Nội có thể khám bệnh chữa bệnh ở các địa bàn khác trên toàn quốc bằng một cái mã ID của mình. Hiện, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thông tuyến khám chữa bệnh giữa các bệnh viện tuyến huyện là bệnh viện hạng 2, hạng 3 của Hà Nội kết nối với bệnh viện hạng 2, hạng 1 cấp thành phố, nên người bệnh được hưởng nhiều lợi ích như tiết kiệm chi phí, không phải đi lại, không chờ đợi, song vẫn được hưởng chất lượng dịch vụ cao.